Hằng, em mua cho anh một cặp vé máy bay vào Nam gấp. Dạ, ok đi ca. Sáu cứ nghỉ ngơi, vụ này để em lo. Alo, nghe anh Thái, nhanh lên đó. Anh Quy, sao tụi nó lại muốn xử em vậy? Sắp tới công chuyện rồi. Bạn tao đi, mày giết tao đi, đừng đụng tới anh em của tao. Anh em ta quyết không thay lòng, hồng trần cõi vô thường bão tắm phong ba